Lời đầu tiên em muốn nói là em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt cái hành trình của em. Từ những cái hôm đầu tiên em lập kênh, các bác biết cái niềm vui sướng mà khi có ai vào xem video của mình rồi đấy. Cái hôm đầu tiên em nhớ không bao giờ em quên được. Tức là chỉ có 5-6 người đăng ký kênh của em thôi. Và các bác biết không, hễ mà ai vô xem ấy, cứ tầm khoảng 10 đến 12 lượt xem ấy, hoặc là lên 14 lượt xem là em vô em chạy vô em khoe với vợ với con em. Đấy. Bố mi lại có 2 người vô xem rồi. Đấy, thì các bác cứ nghĩ mà xem. Bây giờ đạt mốc đúng con số 1.000 tròn trịa, tròn chỉnh. Thì làm sao em không quên ơn các bác được. Cho nên các bác đừng bao giờ nghĩ là em thế này thế nọ, rổ giá, hoặc là lừa bịp, hay là như thế nào với các bác. Với các bác, em lúc nào cũng tôn trọng. Không phải với một danh nghĩa là khách hàng, mà là những người đam mê. Thật sự, để mà nói từ ngày mà em lập cái kênh này để em bán hàng đến giờ thì em chưa thấy đồng lời nào. Đấy, đó là em nói thật. Chưa thấy một cái đồng lời nào hết. Mà xung quanh em toàn đồ vứt đi thôi. Những cái đồ bán được thì các bác thấy em đăng lên đấy. Còn đằng sau em ấy, gọi là bên cánh gà đấy, phía sau hội hậu trường đấy, các bác biết không, có những hôm mà em chở hàng 3-4 chuyến đi bán, tức là bán mà mình cảm thấy rát hết cả ruột đi. Những cái món mà mình mua, mình nâng niu, mình bán, mình trân trọng bao nhiêu thì ra sang đến đó người ta băm chặt, người ta trả một cái giá bèo dạt, lại còn nói nhựa chết nữa chứ. Chẳng hạn như mấy cái quạt mà đen đen hay là mấy cái motor mô tiếp xa ra đó, họ tính toàn lạng đồng với 2 lạng đồng, mà trong khi đó là mình đi bãi mình tranh nhau từng tí một, rồi từ bãi hồi hộp về để test mà chạy thì mừng, mà không may mà bốc khói lên lại thẫn thờ mất 1 phút, kiểu 1 phút mặc niệm ấy, người y mới chả thấy nói gì hết. Đấy, thì bây giờ em lại quay lại cái vấn đề là con mốc, cái mốc 1.000 của em. Thì các bác biết đấy, em rất trân trọng mọi người, kể cả là ngày trước, cách đây mấy tháng đấy, 1-2 người vào xem đấy, là em quý lắm rồi. Chú Hồ thì bây giờ cả một lúc mấy nghìn người vào xem, tại sao em không quý được? Nhưng có cái là gì này, các bác phải thông cảm cho em. Tức là sao? Tức là em đang tự nhiên đang vắng, tự nhiên đông lên, thật sự là em bị ngộp. Cái thứ nhất ngộp quá. Cái thứ hai là có một thân một mình. Em vừa đi bãi lấy hàng, vừa đi kiếm hàng, về lau chùi này, rồi làm cái nọ cái kia, rồi đóng hàng, rồi gửi hàng, rồi hàng hư, hàng lỗi, hàng về, hàng trả, rồi bom hàng, rồi kính thưa các loại. Chỉ có một thân một mình em. Đấy. Vợ em thì đi làm suốt ngày, con bé em đi học suốt ngày, mình em thì cứ còm cúi làm thế thôi. Nên các bác phải thông cảm cho em. Đấy, nhiều khi ấy, các bác gọi bất cứ một món hàng nào, các bác gọi là em mừng lắm rồi chứ. Nhưng mà thực sự đông quá, đâm ra các bác vừa mới cúp máy, các bác bảo anh đây, anh là tên nọ tên kia, anh lấy số nọ số kia, vừa mới cúp máy phát lại mấy người gọi đến, trả lời phát là tự nhiên quên cái anh đó ngay. Đó là vô tình thôi chứ em không cố. Đấy, chẳng hạn như bây giờ đang nợ rất nhiều đơn của rất nhiều người, nhưng mà rồi cũng chả biết ai cả. Họa may là ai ấy mà gọi cho em, rồi em lấy sổ lấy sách ra em ghi ngay lúc đó, em về em đóng hàng luôn thì còn được. Chứ gọi mà xưng tên rồi gửi cho anh cái nọ cái kia, anh là ai, thật sự em quên ngay. Đấy. Tại vì sao? Cúp máy lại có người khác gọi đến, cúp máy lại có người khác gọi đến. Thậm chí là có một cái món hàng thôi mà đến 15-20 cuộc gọi một lúc. Đấy. Thì các bác biết rồi đấy. Thật sự là giờ em mới thấy là nỗi khốn khổ của người bán hàng như thế nào. Cái gì cũng khổ. Nhưng em sẽ lấy cái nỗi khổ đó làm cái niềm vui cho mình. Đấy.
Nên là mình đam mê rồi thì san sẻ cho những người đam mê khác, và những người đam mê khác cũng như thế thôi. Chẳng hạn như bây giờ các bác mà dùng một cái gì đó các bác muốn vứt đấy, thì các bác vẫn cứ phải giữ cho nó cẩn thận. Các bác sẽ hy vọng có một người nào đó sẽ dùng được nó đấy. Làm người là phải như thế, chứ không phải là không ăn được ta đập đổ. Các bác công nhận với em không? Đấy. Chứ không phải là ta cứ cứ thôi cái ni không dùng được, thôi vứt ra ngoài đường đấy, ra dẫm đạp lên đấy. Mình vứt cái gì đã dân chế cháo nha anh em mình, nhìn bất cứ một cái gì cũng ra việc đấy. Trừ khi là không làm được nữa, kể cả vứt ra ngoài đường cũng phải tôn trọng. Em nói lên gì này, cái món đồ nó vô tri vô giác thật, nhưng mà mình phải có duyên đi sở hữu được nó. Còn em nói rồi, bánh người thì tay đau, nhân quả, luật nhân quả có hết. Đấy, hôm nay sự gì sao mà em nói nhiều như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều người trách móc em. Thật sự em buồn lắm. Các bác biết không? Mỗi lần mà như thế đấy, nói nặng em chán nản vô cùng luôn. Em chẳng muốn làm cái gì này, chẳng muốn bán hàng nữa luôn. Thà như các bác hư hỏng đồ, các bác nói em bù tiền, em trừ tiền, hoặc là em gửi thêm đồ cho các bác. Các bác đừng nói nặng nói nhẹ gì. Thật em chả muốn làm như thế để làm gì cả. Cái đồ hư đồ hỏng này, gửi cho các bác nó hư hỏng, em chả muốn như thế đâu. Nhưng bây giờ đấy, nó vận chuyển biết bao nhiêu công đoạn đấy. Em cũng cố gắng, cũng mua xốp rồi cũng mua cái nọ cái kia quấn cho nó chắc chắn. Nhưng mà giờ cũng muốn có muốn như vậy đâu, chả bán hàng mà muốn đóng hàng cho khách, kể cả là chuyển khoản. Đừng có nghĩ là chuyển khoản nhé, chuyển khoản là em thích làm gì làm đâu, không có đâu. Bất cứ ai thế, chuyển khoản hay ship code em đều như nhau hết, đều là khách hàng, đều là anh em mình cả. Rồi hôm nay thôi em xin các bác em coi mấy phút nào, cũng mất 7 phút. Em hy vọng là các bác đừng có tua, bác nghe để anh em mình hiểu nhau hơn. Đấy, anh em mình cố gắng hiểu nhau hơn, cố gắng, phải cố gắng hiểu nhau hơn, hiểu nhau hơn một tí nữa thôi, cố một tí nữa thôi là anh em mình có thể hiểu thêm được nhau. Rồi ok, hôm nay em vào vấn đề chính luôn. Thì em có hai vấn đề. Một là vấn đề như thế này này, em có nợ đơn của mấy người. Không phải là em cố tình em nợ đâu, mà thực sự ra là em quên. Đấy, cũng như cái trường hợp này em nói đấy, đang gọi anh nọ kia gửi cho anh nhá, hay cúp máy cái là người khác gọi em quên ngay. Chẳng hạn như cái số 3, số 4. Đây, số 3, số 4. Hắn là số 3 là mấy con motor này này. Đấy. Số 4 là mấy con motor này. Đấy, ở đây là 200.000. 200.000 mà vị chi phải đến 10 con motor á. Số 3, số 4 thì hôm nay em để gộp như thế này luôn. Thì cái anh gì đấy em cũng quên mất rồi, chả nhớ là ai cả, thôi bác thông cảm nhá. Thôi thì có duyên thì bác lại lại đặt lại cho em. Đây số 3, số 4 nhá. Số 3, số 4. Rất rất nhiều motor này. Rất nhiều các bác ạ. 24 có, 12 có. Đấy. Ai chuyên về cái loại này thì thấy motor này với quý này. Rồi, em lấy đây số 1 luôn các bác nhé. Số 1 200k nhá. Số 1 200k. Gồm rất rất nhiều motor.
dập kè tí dập mặt. Và bây giờ đến số 2. Đó, chuẩn bị hết rồi mà sao mà. Đây, số 2. Số 2 là một con máy sinh tố các bác nhá. Biết có vừa không? Được, vừa. Số 2. 120k. Đây là 2A bác nhá. Đây là 2B này. Hôm nay ngày mai ngày lễ nên các bác nghỉ, hôm nay em chơi tới bến luôn. Số 2 này. Số 2B này. 100k này. À đây này. Rồi, số 2B em bao sống nhá. Số 2B 100k này. Tại vì nhà đang còn mấy con giống như thế này nữa, nhưng mà khác màu thôi. Số 3 đây. Số 3 là một con cóc đạp và hai con motor. Hai con này thì em đã thử đang còn sống hết nhá các bác nhá. Nhưng mà con này này, đấy là nó thiếu bi à thiếu than. Thì em đã lấy than đây, em bỏ qua bên đây. Đấy, em test là chạy rồi. Đấy, để các bác lấy cặp này về, các bác mua than. Các bác bỏ vào cho em. Hơi bị tốc độ. Đừng có hỏi là tại sao mà này, con này đang còn nguyên si cho nên em lại vi để như thế này. Đừng hỏi em tại sao mà em không bỏ làm vô mà bán cho nó được giá nhá. Nếu mà làm như thế thì không phải là em nữa rồi. Em không biết sửa, nói chung là như thế nên là sửa siếc với em mất thời gian lắm. Thứ nhất mất thời gian, cái thứ hai là em không biết sửa. Đây số 3 các bác nhá. Số 3 cuộn băng keo lại đâu rồi. Số 3 150k. Số 3 bao gồm hai con motor các bác nha. Một cái cóc đạp. Ok. Số 3. Và đến số 4. Cho mấy cái to trước cho nó gọn. Số 4. 1, 2 nè. 3 nè. 4 này. 5 thế 5 con nhỉ. Đây, 4 này. 4 con áp từ mát các bác nha. Đấy, 4 con áp từ mát này. 150k. Số 4 này. Số 4 150k.
gồm 4 con Aftermat. Các nhà số 4. Số 5. Số 5 là cặp phục. Phục này là hôm trước khách trả lại đây. Bảo xì nhất đây, cái cây tí đang sáng bóc như thế này đây mà bảo xì nhất, em chả biết xì ở cái lỗ đâu này. Hôm qua em kia có người mua rồi cuối cùng là cũng quên luôn, cho nên chả bán được. Đây số 5 các bác nha. Giảm xuống còn 270k. Cặp phục. À, đúng rồi. Em có chiều dài thì từ đầu nõ đầu kia cho bác xem luôn. Là 28 năm các bác nha. Nếu mà tính từ lỗ nọ đến lỗ kia. Ở đâu có 28 thôi. 28 các bác ạ. 28. Đấy thì xe của các bác á, thì các bác cứ sân siêu lấy một vài phân thôi, không nhiều lắm, không ít lắm. Đây, số 6 là hai cái thước gãy, một cái bơm. À, chất liệu tốt lắm này mà, chả biết bị hư cái gì. Lấy cái này làm cái thước cũng được. À, đây là số 6. À, đây là rẻ. Cái này bằng nhựa các bác nha. Bằng nhựa mà đang mới tinh. Bóng loáng luôn. À, 150k nha. Số 6. Bằng nhựa mà mình làm kiểu gì mà sáng quắc. Số 6 150k gồm hai cái này và hai cái thước hư và một cái bơm này về thay cái vòi thôi các bác nhá, còn vẫn đang dùng được đấy nhá. Đấy, đồng hồ nước vẫn đang dùng. Cái vòi này hôm trước em nhớ em có cái mà không biết vứt đâu rồi. Em mà tìm thấy thì em cho các bác luôn. Không thấy thì phải chịu đấy. À đây, 150k thêm cái đồng hồ đi nữa. Cho nó gọn bớt đi. Rồi, là số 6 rồi. Rồi đến số 7. Số 7 là con này không tính được. Để cho vào đây. Rồi. Cái này nó giống nhau hết các bác nha. Sơ cấp này. Đang sống hết đấy nha. 2 này, 3 này, cục ni với là chất lượng này, em thích cục ni lắm này, 4 này, 2 cục này cũng đẹp này. Ngày về làm mỏ hàn sung hay là làm ba cái mỏ hàn nhẹ nhẹ mình cầm á, mình hàn thôi. 7 con các bác nha. À đâu? 6 con thôi. Rồi, số 7 nè. Số 7. Cứ bỏ luôn con này vào, chẳng đủ 7 con. Đó là 7 con. Tính 200 nhân dễ.
số 7 200k bác nhá. Gồm 7 con miếng tháo bao nhiêu loa có được lấy đó các bác ạ. Loa với âm ly đầu đĩa dạo này không có. Đi hỏi rồi. Đầu đĩa không có. Rồi. Số 7 giờ đến số 8. Số 8. Con này chạy êm ru luôn. Con nhận con này ngon. Rồi. Số 8 150k các bác nha. Đó. Bác mua lấy về xa hồ mà chê cháo, cứ ném vào trong cái xó hay ném trong hộp á. Nào mình cần làm cái gì lôi ra. Số 8 150k. Gồm 2, 4, 6, 8 con nha các bác nha. Số 9. Các bạn thấy nhôm tản nhiệt nó đẹp không? Làm. Đó, thấy không? Đẹp luôn. Em rất thích sưu tầm mấy cái nhôm tản nhiệt này nhá. Tại vì nhôm nó toàn là nhôm xịn. Cái này hay phết các bạn ạ. Cho hai viên pin to vào. Đó. Đây. Nguồn của nó đây. Gồm 3 cái móc. Một cái pin này và một cái nhôm này. Đó. 100k. Số 9 nha các bác nha. Số 9 này. 100k. 2 4 5 món. Cùng 3 cái móc này. Em thích cái nhôm này. Cái nhôm này kể cả là để bàn trông như thế cái nhà tòa nhà thu nhỏ lại. Rồi ok. Rồi, giờ là số 10. Số 10 là một con motor này. Đây, nhà sản xuất người ta sản xuất có 4 con ốc ở đây để cho các bác giá sắt thép vào. Đây, đây là cả một cục nhôm của nó. Motor này rất là hầm mố. À, em dép cho các bác xem nha. Nó chạy bằng tụ. Cho lùi lùi ra, vướng dây. Đúng dây các bác, dây ngắn quá. Rồi, con này 200 các bác nhá. Con này là con số 10.
này về mình làm quạt gió hay là làm quạt tản khói số 10 200 bền muôn thuở, quả này bền lắm. Số 11, số 11 là ba con nguồn, con này 14V, à con này 12V mà nó tới 12V mà nó tới mấy A nhỉ? 2A các bạn, 2.0A. Con này các bác về dùng sạc 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 cái kiểu như thể pin li sen các thứ đấy. Bền thôi rồi luôn. Đây là một con, hai con sạc đạp điện. Một con là lên tới 73V. Và một con là coi bao nhiêu nào, 24V đến 29V. Rồi, em cắm điện. Đấy, đây đèn xanh á. Ồ, nó hơi cùi tí. Dò cái ổ điện đó ạ. Tại vì con này em vẫn sạc mà. Cái ổ điện này nó chỏi vào quá. Bị chập ở đây rồi. Rồi con này để tí em thay cái rắc. Đứt dây, đứt dây. Đứt ngay chỗ đây các bác này. Đó. Em báo sống nha. Con này thì sống chắc luôn. Con này thì sống hẳn luôn này. Rồi ba con này là số 11. Số 11 200k. Đi ra chưa đến 70.000 một con. Mà giờ 200 chắc ra mua được một con. Cái con kia là lúc chiều em vẫn ra thử sạc xe nhà em đấy chứ. Vẫn ok. Chắc là lúc rắc lùi cái xe ra bắt đầu là quặp một cái dây. À, còn nguồn tổ ong. Nguồn tổ ong bây giờ em chỉ còn một loại là 15A. Cũng một loại là 29A. Các bác nhá, 29A nhá. Đây. Ai chưa hiểu thì để em giải thích cho. Đây này, có chữ L này. Chữ L với chữ N là điện 220 mình cắm vào. Đấy. Các bác nghe chưa? Hoặc là mình mà không có chữ L, chữ L, chữ N như thế này thì mình nhìn ở trong đây này, có một cái cuộn điện. Đấy, vàng vàng đấy. Đây này. Đấy, các bác thấy không? Vàng vàng ở trong đấy. Đấy, có một cuộn điện. Là cứ dọc đó là ta cắm. Đấy. Em còn duy nhất một con 12A, à 30A, cao, chứ không phải loại mỏng như thế này. Thì hôm nay có cái anh lấy mất rồi. Bây giờ chỉ còn cái loại như thế này thôi. Loại 29A thôi các bác nha. 29A. 29A này em bán với giá là 100.000. Còn con này em bán rồi. Con này hơn 100 bán rồi. À, số 12 các bác nha. Ôi mà 29 với 40A nặng nà ná nhau mà.
cái là đắt hơn, tự nhiên đắt hơn cả mấy trăm đấy. Được cái cầm nặng, nặng này là tốt này, số 12, 100k. Bán hết cái đợt này chắc là cũng không còn cái loại này để mà bán rồi. Em còn cái loại 5V mà xịn sò lắm mà sao mà chả ai dùng 5V, đâm vẫn ế. 13. 13 là một con motor chống nước. Nói chống nước thì thôi, rộ nước là cháy đấy các bác nha. Con này chạy thì đúng là maximum của nó thì tuyệt vời luôn. Con này á là bây giờ có người, bây giờ người ta đây đang đi gom toàn bộ về. Người ta gom 3.000 con để người ta làm cái dây chuyền, để người ta làm quạt công nghiệp. Tính ra nha, nó bền gấp mấy lần quạt công nghiệp mới bây giờ. Quạt công nghiệp mới bây giờ đâu ăn thua bằng cái loại này đâu các bác. Cái loại này với cái loại này. Đây. Loại motor máy giặt này chuẩn đét luôn. Các bác tháo ra cốt của nó này, cốt nó thì hơi to. Con này cốt to, con này cốt nhỏ này. Đấy, con này cốt bé hơn, con này cốt chắc cốt 10. Con kia chắc lên 12. 12 kia hơn. Em rất mong các bác lấy cái loại motor này, tại vì em bán cái loại motor này em rất thích. Bởi vì sao? Nó chế được rất nhiều, chế được quạt, chế được máy mài. Đấy. Rất rất nhiều. Mà nó dễ làm, dễ chế. Số 13. Hai trăm năm mươi k là các bác được tặng kèm thêm một cái miếng mút, miếng mút xốp nữa. Em không biết là em còn hay không nữa, hình như đang còn miếng mút xốp mà để dán cái giấy giáp vô đó các bác. Đấy, cái này là em bán rất nhiều rồi nên em không test nữa. Tại vì có bao giờ thấy cháy đâu mà. Các bác mua xong bắt đầu là em mới gắn tụ vào. Đấy, các bác mua xong em mới gắn tụ vào. Số 13 rồi, đây số 14. Đấy, các bác mua bắt đầu em mới gắn con tụ to kia vào. Đây này, toàn bộ cái loại đó là em chơi cái loại tụ này hết. Đây, em chơi cái loại tụ này. Đây này. Đấy. Chơi tất cả loại tụ này hết. À, có cái này của bác nào mà hỏi em cứ quên đi. Trong cái combo nào đóng sót 13, 14 này. 13, 14. 250k. Ra ngoài à. 16 này. Đó, là hai con máy bơm. Đây, chụp của nó đây. Đó, con này em lắp lộn dây, dây của nó phải vô trong đây. Đó. Kép tí chứ nhỉ. Tí cho nó hương phấn. Này em tháo hết ra, em tra dầu, tra mỡ, em cạo dí xét đi cho nó đỡ xào. Cứ bảo mua cái dây kẹp thôi mà cứ quên.
điện này nát lắm này. Rồi, dây điện đây. Bác chờ em tí nha. À. Đây. Cắt cái dây này ra nối cho nó hoành tá tràng. Mấy con này đều 7 cân hết các bác nha. Máy 7 cân hết. 7 cân vỏ vẻ luôn nữa là thành hơn 7 cân. Cái cánh này của nó đang bị chạm vào đây này. Nên hơi kêu. Vướng cánh này. Em cậy cánh ra tí để các bác nghe. À, con này có vấn đề rồi. Này có vấn đề rồi. Đã hơi khô dầu. Dầu ấy, lắp lệch tụ rồi. Một là khô dầu, hai là lệch tụ. Nên chạy hết mất cái chớn đầu đi. Cái đó là để em chỉnh đốn lại cho các bác. Đấy. Hai con này. Một con là số mấy nhỉ? 13, 14 rồi đó. 15, 16 này. 15 này. 350 nha. K này. 16 này. 350k này. Con này em mà đảo tụ lại mà nó chạy được thì em đi bán nhá. Còn như kiểu đó là em không bán đâu. Rồi, ok. Lúc chiều là em tính em sửa xong rồi em lắp vô chạy hết rồi chứ. Chắc lúc tháo cái tụ ra để thử mấy cái motor máy giặt. Rồi, số 17 đây. À, một cây súng. Súng vẻ ngon đấy nhưng mà giật chữ nổi. Nhưng mà mất cỏ đấy mất rồi. Tháo mất cái này. Còn cái này. Đầu nó cũng lấy luôn. Đây. Số 17 200 nữa nha. Không cả lên đi em để nguyên. Lấy bãi về sao để vậy luôn. Chả đánh chùi thì nữa luôn. Đúng chất luôn. Loại mua bỏ xe đó. Đi đêm đi hôm nó đỡ sợ. 17 này. 200k. Hai món. À, bán lại hai cái bánh xe đi. Hôm mai hỏi lấy mày ăn quên xứ mất không biết nhớ là ai cả. Hai bánh xe này là 18 các bác nha. Hai bánh 100 thôi mà. À đây, 150 đi, cả cái bình này nữa.
bình này ngon đấy, để em đánh chùi lại cho nó sáng nốc đấy. Đó. Em về em chưa đánh chùi luôn đó. Rồi 150k này, 18 này. 150 gồm hai bánh xe cao su, nhựa cao su trên cổ sắt, đài dày phết đấy các bạn. Mười chín là quạt 12V. Đó, con quạt này nó cái hộp số hôm em giật đứt dây, bây giờ em chả biết nối lại sao, chứ hôm đầu tiên về á, hôm đầu tiên về là hai dây này ở trong đó này. Đó, là bật công tắc vẫn đấy, đèn vẫn sáng. Đó, hôm đầu tiên về là tắt đây, chả biết làm răng mà hư bố này, chán thế. Số 19 này. Thôi bớt cho các bác để về các bác sửa nha. 19 này, 150k này. Ồ mấy hôm nay bán quạt ra gửi hàng phê lắm, toàn cái thùng to như cái tivi 21 inch này. 18 này, nào đấy to tướng này. 19 này. Mấy cái này về á, các bác chế nhá, các bác chế ra một dây ra điện 12V mà dùng nhá. Đó, còn đây đang cắm điện 220 đấy, con này phím mềm mềm trên đây này. Cái ổ này điên lắm rồi đấy. Bực cái ổ này lắm rồi. Nhấn L là lên đèn đỏ là chạy nhá. Đó. Còn mấy cái này chắc cái đèn với tốc năng các thứ đấy, chắc nó cháy đèn à. Hôm nọ bật đang còn sáng cái đèn đi mà sao hôm nay lại không sáng rồi. Ui cái gỗ cắm đểu này. Rồi con này con 20 các bác nhá. Con này đẹp. Các bác về các bác chế một cái đầu dây để cắm vô sạc bình. Đấy, một cái đầu dây cắm vô bình ắc quy á. Tại vì cái này nó còn có cục nguồn nữa, cho nên là mình cắm điện hay là trong đây đang còn cục nguồn nữa. Số 20. 200k. Tại mình cắm điện 12V để mình làm gì? Để mình cắm cái điện đi vô á thì là thành sạc. Đây này, có hai cái dây này. Đây, mình tháo cái này ra là ở trong đây có dây, dây cầu bình. Các bác phải tháo ra nhá. Các bác tháo ra các bác dồn hai dây lại một. Đấy, chứ cái này là có 6V với 6V này. Hai cái 6 là 12 nhá. Các bác đấu 12V là cháy đấy nhá. Đấy, các bác phải câu hai dây vô một. Rồi. Con 20 các bác nhá. 200. Giả cổ này, con này con cổ luôn chứ không phải giả này. Đó, tít tít là chạy. Có hai đèn bên đây này các bác này, nhưng cái đó là phải câu bình thì mới ra đèn được. Tím mềm này. Đây giống kiểu chế độ ấy.
Rồi, ok. Còn thì đáng lẽ là khách lấy rồi này, nhưng mà thôi em cứ đăng lên gì cho người ta xem cho thoải mái này. Chứ nhiều người ta tin em quá, em bảo còn cái. Thế là họ bảo là gửi cho tôi, chả cần phải xem hình, xem hiếc gì cả. Nên tôi làm thế thì nó không hay. Không may về người ta không ưng. Gửi đi gửi về mà gửi cái hàng này to em ngại lắm. Rồi, con này là con số 21. Con băng keo bắt đầu rồi. Số 21. Số 21 này. Rồi đến số 22. Con cũng khá xinh. Đây bình đây. Đấy, lên đèn. Con này đang bị trục trặc cái nút tắt mở. Mai em tháo ra em cạ cái lá đồng của nó đi là ok đó. Nó dính vừa đây. Này, số 21 này, con này số 22 này. Nó dính biết đâu rồi ta. Nhằng thật. Bao giờ 21 này, 21 này, thật chứ nhỉ? 21 này, 200k, 22 này, 180k. Để mai em chỉnh lại cái luôn 21 này. Nó bị cái ấy ổ cắm để lâu ngày á. 180 này. Này là 21 này. 200 này. Rồi ok. La em hai lên lợi. Con này này là nhân vật chính để cuối. Con này hôm nay em lấy đúng là đen thật. Em lấy từ mù đó các bác. Về nhấn xì hơi mà nó không quay, mà em cầm rất nhẹ luôn mà sao mà lại không hiểu sao mà lại không quay không chạy. Nói chung tất cả các nốt niếc đang còn ngon hết. Nó cũng mua không thử, không cho thử. Nó không cho thử, em thò mồm vô, em thổi.
là thổi ra là em nhấn này là thổi được này, thả này là không thổi được, em bảo á rất là ngon rồi. Cùng về chả hiểu sao mà nó nhấn cứ phụt 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 hơi ở đây ra này, không 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 chạy, em mới điền tiết này. Ngon thế, thôi con này em bán lỗ thôi, con này em lấy là 350 đây. Này là con số 23 này, 300 thôi, lỗ 50k đấy. Ngon lắm đấy chứ các bác, em rất thích con này luôn, em nhìn em thích rồi, nhìn nó rất chi là cổ mà nó có thân mình á, các bác thấy không, cái đường nét làm rất chi là sắc sảo luôn. Chả hở chả hiếc ở đâu cả mà chả quay điền, em chưa tháo luôn các bác nhìn này, ốc đang còn dính bụi này, các bác thấy không. Đó. Em còn chưa nghịch chưa tháo một gì đấy, đang đầy bụi luôn này, các bác thấy không. Số 23, số 24, số 24 là kích cá các bác ơi, kích cá nha, ai biết về kích cá thì hẳn mua nhá. Đây là dây vào, dây bình nhá, dây vào này. Đó. Đây ra một dây, đây một cái dây đây đi để em hàn đây, có một cái dây sợi con đây để em hàn cái dây ra đây nữa. Đó. Các bác về chế cò chế kiếc đấy, sò xiết ra ngon nhá, test rồi đấy, cá chết lia lịa luôn, ui sát sinh quá. Con này em còn để hàn chữ cao cấp vô là các bác biết rồi đấy. Đấy. Cái này là một người anh anh làm, anh nhờ em là tính sò xiết các thứ vô khó bán lắm, cái này chơi chơi thôi mất 6-7 con sò, mất 200 mấy 300 tiền sò rồi, còn cái ngày này con này đang còn có dây cò luôn này. À đâu nhỉ, con dây cò đâu nhỉ, à đây con này, dây cò đấy chứ, đây dây da của nó đây nhá, đây dây cò này, cò này, xí chết này, xí chết này, xí chết này, xí chết này, đấy, dây cò, chưa có dây cò, mới vô da rồi. Cái này em khuyên thật nhá, cái này ai bác nào biết về điện thì hẳn mua. Đấy, hoặc biết về về kích cá thì hẳn mua nhá, chứ mua về không biết hỏi em không biết đâu. Đây dây này ra một, đây đây một dây nữa đây, đấy, hai dây vào đây ra đây, nó tự chế dây cò dây kia đấy đấy. Cái gì các bác về đóng hộp đóng nhiếc cho nó gọn này các bác nhé. Có ba con thôi mà. À, con quạt đi, nên quên mất. Con đi là công tắc ở đây. Đợt trước là công tắc của nó là vẫn bật ở đây được, nhưng mà chơi thêm công tắc ở dưới nè,
Đó, cái này là cắm trực tiếp điện 220. Còn các bác muốn chế mà dây câu bình nhá, thì các bác lại chế thêm một cái dây nữa. Đó. Đó, tắt số này. Số má vẫn đang bật ngon lành. Đó. Trong đây vẫn đang có một cái tụ. À, cái nguồn chứ. À. Con này là con 25. Đấy, con này về các bác chế tháo hộp ra. Con này đang mới mà. Tháo hộp ra các bác cầu cái dây dây bình nhá. Thì các bác không cần dùng đến cái này nữa. Bác nào mua cái cục nguồn 400 của em á, hôm mà hỏi mua đó, mà thật sự là em quên rồi, em chả nhớ ai nữa. À, có nhà ý mà muốn mua thì alo cho em nhá. À, em vẫn bán máy mài mini nhá, máy mài với vẫn bán sạc các bác nhá, sạc ắc quy với máy mài. À, sạc thì là sạc thì là 100, còn máy mài là 150 các bác nhá. Đây là bộ máy mài này. Đó, cái đồ nó em sẵn cho nên là các bác cứ hú em thì em làm cho. Đó, ai đặt em thì em làm. Ok, máy mài nha các bác nhá, máy mài 150, sạc bình ắc quy 100, 120 thì bao ship, chuyển khoản bao ship, hoặc là 120 bao ship. Đấy. Mà sạc cái là bình xe máy thì vô tư, không xin nhê gì hết, em toàn loại sạc bình to của em hết, bình 50A hết. Vẫn chạy phà. À, một lần nữa. À, các bác mà mua hàng thông cảm nhá. Cái này là em chỉ bán cho mấy người mà mua cái bộ combo mà máy bơm nước ấy. Đấy của em thôi. Đấy, ai mua rồi thì thôi, mà ai chưa mua thì em bán nhá, 180k. Đấy. Em chỉ bán cho mấy người mà mua cái combo của em thôi nhé. Tại vì em hứa với họ là có thì em đưa cho họ mà. Cho nên các bác thông cảm nhé. Các bác đừng có gọi điện cho em để hỏi mua con này nhé. Con này em bán riêng cho các bác nữa rồi. Đó. À đây này, cái miếng mút mà đi theo cái miếng mút này. Miếng mút này đi theo cái máy máy gì đó. Cái motor máy giặt á. Đây, em mua 35.000 này. Có bác bảo là có 15 hay 10.000 thôi. Nhưng mà em giam xem rồi. Nó nhỏ bằng tí gì này. Và đây. Meca này có lại rồi các bác nhá. À, 50.000. Dày 5 ly. 50.000 một tấm. Hôm trước có người đặt gần 200 tấm, 200 tấm. Cho nên là em bị hạn hẹp vẫn mấy hôm không có. Ở đây 15.000 một cây. Đó, các bác về nẹp mấy cái thanh ván á, mấy gỗ. Đó, em nạp nẹp gì để quảng cáo mà. Đó, các bác nẹp gì không có ai giữ cho mình nhá. Mình mua mình nẹp 30.000 một cặp thôi mà. Đó. Bao nhá, 30.000 một cặp thôi. Meca nó trơn mà đang khó ra gì cơ mà. Đó. Hoặc để thế này làm cái bàn. Thế này làm bàn luôn. Các bác mời nước với em nha, khát quá. Đến con máy này nha. À đây. Bán nốt mấy cái combo này cho các bác. Hai con này em cắm vẫn chạy này, nhưng mà con này cắm chạy nóng lắm. Con này lại không có cái mỏ đầu nữa.
đầu biếc đang đẹp lắm, nhưng mà để ngoài mưa. Đây, đang cắm con bốt cho các bác xem. Chạy lúc trong nóng đây này, em nghĩ là do than. Đấy, một con. Con này, con thứ hai, con này là đúng do than nặng luôn này. Đổ điện chán quá thôi. Chiều em bóp đang chạy hự 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 chạy, nhưng mà kiểu chạy để chết đó. Đây chả biết bóp xịn hay bóp siếc, nhưng mà em thấy nó ngon quá thì em lấy luôn, chưa cháy đó. Cái này với cái này là một khuôn này đó. Em bán cái xác này, ba cái xác này là 250k các bác nha, là số 24 này, xong đến 25 đúng không? Đến 26 này. 26. 250k. Đó. Cho bà em. Mica số 27. Đây, hôm nay cho các bác dùng đồ hãng luôn. Giá rẻ giật mình đây. Đấy. Ơ, còn một con đi đâu nhỉ? Bóp hai phát bật đây, nóng thì thật sự các bác không chịu được nha. Đây này, em quảng cáo luôn, à còn con motor này chăm nha các bác nha. Đó, quên á, 24 motor này là motor 24V này. Hôm trước bán mà lại sót một con. Đây các bác xem cái sức nóng của nó này. Mình dùng số nhẹ này thôi, nó tới 600 độ cơ mà. Đó. Chỉ có hai con là nóng thôi, con này với con đó là nóng thôi, còn con này á chả biết bị cái chi mà nó bấm thôi. Nó có đồng hồ này mà lúc lên lúc không. Đó. Các bác mà mua con này nhá, đó là em nói này, em cho một cái khúc của nó, cái khúc của nó là nó có ấy rồi, ở đâu rồi nhỉ, thôi chả thấy đâu cả bác ạ. Là anh có một cái nửa đằng sau này đấy. Đấy, ai mua con này em cho cái nửa đằng sau vẫn có đồng hồ đồng hiếc luôn đấy. Đây này, em
mỡ cái xác này này. Cái đầu nó đang ngon, cái đầu nó nóng rực luôn. Bác còn một xác em bán xác rồi. Còn hai con này cũng nóng nhanh kinh khủng luôn này. Con này cắm phát nóng luôn. Cắm phát là nóng luôn. Đó. Chứ không như cái khò kia của mình đâu. Đó, thấy không? Cắm phát là teo luôn. Đó. Chẳng qua là như gì này các bác này, chẳng qua ui giời. Bốc hơi. Chẳng qua là gì này, ở trong đó làm á, cái môi trường khò sơn với khò các thứ á. Các bác lấy cái tờ giấy ráp nước á. Đấy, các bác đánh đi một tí là sạch sẽ. Giống con này cũng thế này. Nè, tem này, tem zin của nó này. Bóc ra đang còn số ở trong này. Đấy. Bóc ra đang còn giấy số ở trong này. Bóc ra thấy không? Hàng hiệu Hà Nội luôn. Đấy. Rồi, con này em bán là 350 này. Con này em bán là 250. Ăn xấu quá. Rồi, để tên. Này là 27 250. Này là 28 350. Đó, dùng hàng công ty cũng sướng à. Rồi còn cái con ối giời ơi này. Con ối giời ơi này. Không biết là cái miếng nó đâu nhỉ? Để đưa cho các bác có điểm yên tâm. Là có cái nửa đằng sau rồi. Đấy, các bác về có thay thiết hay là làm gì làm. Tại vì em thấy nó ấm ấm rồi, nó không được nóng. Đấy. Còn một con thì Makita giống gì này. Con Makita giống gì này. Thì hắn lại cũng ấm ấm luôn. Đó, hắn không có nóng. Đấy, các bác muốn mua cái loại đó không? Đó. Đây này. Hắn cũng ấm ấm thôi, hắn không nóng. Đấy, tem tiếc này. Cái mã của nó là HG6003. Đấy, các bác cứ check lên. Năm 2017, tháng 10 2017. Đấy. Độ C này. À 400 này, là 900W này, 600 này, là 1800W này. Đấy. Nóng gớm. Ôi giời ơi, hôm nay clip đúng ngày lễ có khác, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi các bác ạ. Đó. Nhưng mà vẫn đang còn rất rất nhiều đồ. Nhưng mà thôi, em mệt lắm rồi. Thôi em xin chào các bác ở đây. À, khoan. À, con này là con 29 các bác nhá. À, con 29 là con này rồi chứ nhỉ. Con bốt này 200 đi. Con bốt này 29 này. 200. 200 được tặng một cái nửa con đi nhá. Một cái nửa con đi này. Đấy, để tí em tìm. Con 29 này. Con này là con 30 này. Đấy, con này con 30 này. 30 100 này. Bán ra còn sót đúng con motor này. Con này mới là con hot này. Lấy cái bình lên nè. Con này là của của một thương hiệu rất nổi tiếng về lĩnh vực làm ô tô các thứ. Đây này, Denso này. Đó, các bác thấy không? Đó. Đó là của Nhật, Hà Nội luôn. Còn đây này, em cởi cái này ra cho các bác xem đồng này. Quấn sợi đồng rất chi là to luôn. Motor có 12V thôi các bác ạ. Hết hồn, motor 12V. Đây, 3.000 đồng này. Đó.
Đấy, có thấy không? Sợi đồng nó làm to. Em cho các coi cho rõ. Tối như đêm 30. Đấy, bác thấy sợi đồng không? Đấy, đấy. Cái này là để lấy không khí vào. Cắm âm dương nó mới chạy nha các bác nhá. Cắm lịch là nó không chạy đâu. Mà nó chạy thì cũng là các bác không thể tưởng tượng được cái tốc độ của nó. Đó, các bác thấy không? Tốc độ nó giật mình luôn. Đấy. Hôm trước em vớ được một con này nhưng mà dạng bẹp bẹp kia chứ không làm to như thế này. Đấy. Ổ điện đây. Con này phải bác nào chịu chơi, chịu chi. Tại vì em lấy con này khá cao. Anh bơm vô đít em cho nên em mới xỉ xỉ em hâm hâm lên em mới lấy. Rồi con này là con 29. Anh nghĩ mình không có tiền. Điên thế. Tiền lấy cái loại motor này. Số 29. 250k. Đó, có tí thế rồi đấy các bác ạ. Rất đắt. Bị vỡ ở đây tí này. À, đây anh có 3 chân này. Này các bác về chế kiểu gì cũng được. Đây là cái cốt cốt 8 ly. Đấy, có thấy chưa? Phải nói là làm chuẩn chuẩn trên cả chuẩn luôn. Chạy bằng than. Than thì mà nó làm cái kiểu gì, nó làm cái chất liệu thép gì, mình nhìn nó bóng mà nó kiểu gì khó tả lắm, không hiểu sao mà nó chạy gớm mặt. Rồi, ok rồi, con 29 là hết các bác nha. Rồi hôm nay đến đây em xin tạm dừng tại vì đã hơn 1 tiếng rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác, mong các bác có gì bỏ qua cho em. Tại vì em rất quý mến các bác. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Còn ai mà chậm đơn thì chịu khó chờ em nha. Em đang còn 2 con máy cắt nữa nhưng mà thôi để mai. Đấy, em sẽ bán cho các bác cái giá có 2 con máy cắt này cực rẻ luôn. 2 máy cắt điện 220. Đấy. Nhưng mà nó tháo ra mất 1 con rồi còn con đang nguyên si, đang chạy được. Em bán giá cực rẻ cho một người cực cực may mắn để sở hữu được em nó. Đấy. Rồi, ok. Em xin chào các bác nha.